Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Phúc An TV. Phúc An TV tiếp tục cập nhật thông tin về show diễn 9 tháng 5 sắp tới đây của Hoàng tử Bánh Bò và cô công chúa Bánh Mì, đó là Tuyết Nhung cùng với Jack Long với chủ đề mini show Đêm Tâm Sự. Ngày hôm qua thì Tuyết Nhung cùng với Jack Long đã có một buổi cơm rất thân mật tại gia đình của Bảo Bảo Food trong cái ngày ăn cơm thân mật dùng những món lẩu tại nhà của Giác Long. Thì cả hai đã thông báo về những tiết mục mà cả hai sẽ thể hiện trong đêm nhạc Đêm Tâm Sự. Và một bài hát mà Tuyết Nhung cùng với Giác Long hiện nay đang tập dượt và được khen ngợi rất là nhiều bởi cô giáo là người hướng dẫn. Thời gian gần đây thì Tuyết Nhung và Giác Long đã tập hát cải lương cũng như tập hát được hướng dẫn bởi cô giáo Kim Tân. Thì hiện nay bài hát mà Tuyết Nhung cùng với Giác Long đang tập luyện và có thể nói là với sự nỗ lực khi mà tập hát cải lương thì cả hai đã phấn đấu rất là nhiều dưới lời động viên hướng dẫn tận tình của cô giáo. Thì bài hát mà Giác Long cùng với Tuyết Nhung muốn gửi đến với mọi người với cái đêm nhạc live show Đêm Tâm Sự vào ngày 9 tháng 5 sắp tới đây tại phòng trà không tên là một bài hát rất hit, một bài hát rất thành danh của cặp đôi huyền thoại Mạnh Quỳnh Phi Nhung, đó là bài hát Căn Nhà Màu Tím. Và lần này đặc biệt này, mini show đầu tiên của cặp đôi công chúa Bánh Mì và hoàng tử Bánh Bò, Căn Nhà Màu Tím sẽ được phá cách, sẽ được hát thể hiện bởi Tuyết Nhung và Jack Long theo phong cách riêng của mình. Vì bài hát Căn Nhà Màu Tím là một bài hát được thể hiện bởi Mạnh Quỳnh và Phi Nhung. Hai ca sĩ này đã hát gọi là đỉnh của đỉnh. Thì dĩ nhiên nếu dùng cái phiên bản giống y như vậy thì sẽ không thể nào mà so sánh với Mạnh Quỳnh Phi Nhung được, và chúng ta ở đây là không có so sánh, hát ở đây là với sự cố gắng nỗ lực hết sức mình của Jack Long và Tuyết Nhung. Chỉ cần đôi bạn trẻ này cố gắng hát hết sức mình để mang lại cái phong cách biểu diễn của chính mình thì khán giả sẽ yêu mến. Vì cặp đôi huyền thoại Mạnh Quỳnh Phi Nhung là cặp đôi không thể nào có người so sánh được. Bởi vậy chúng ta ủng hộ ở đây cũng như sự nỗ lực của Tuyết Nhung và Jack Long là hát hết sức mình để phục vụ khán giả, đó là điều tuyệt vời và sẽ gọi là có phong cách mới ở đây của cặp đôi Tuyết Nhung và Jack Long. Cả hai hiện nay tập luyện rất là tích cực để làm sao mang đến cái đêm nhạc tốt nhất để gửi đến với cô chú anh chị khán giả, đó là điều tuyệt vời mà cả hai đang cố gắng nỗ lực hoàn thiện, cũng như những cái bài hát song ca chiều qua được mọi người vô cùng yêu mến, đó là Tình Đẹp Hậu Giang, Còn Hương Rau Đắng Mọc Sau Hè, Sao Em Vội Lấy Chồng, vân vân. Đó là những ca khúc mà cả hai sẽ thể hiện trong đêm nhạc Đêm Tâm Sự tại phòng trà không tên. Và một điều rất là vui cũng được khán giả quan tâm thì Tuyết Nhung và Jack Long cùng với người quản lý của Jack Long, đó là anh Bảo, Lương Bảo Lộc cũng đã thông báo là trong chương trình của Tuyết Nhung và Jack Long sẽ có thêm hai ca sĩ khách mời,
hai ca sĩ khách mời là hai ca sĩ nữ, một ca sĩ nữ U60-70 và một ca sĩ nữ là U20K nhỏ hơn Tuyết Nhung. Thì thời gian vừa qua, Phúc cũng như rất là nhiều cô chú anh chị cũng đã dự đoán là sẽ có Út Liền Răng, đó là Út Thiên Ngân sẽ tham gia trong chương trình của cô chị công chúa bánh mì, đó là Tuyết Nhung. Vì Tuyết Nhung và Thiên Ngân thường xuyên xuất hiện bên nhau, thường xuyên đi lưu diễn, hai chị em sẽ xuất hiện trong đêm nhạc 9 tháng 5, đêm tâm sự. Và một ca sĩ nữ còn lại gọi là lớn tuổi hay còn gọi là trung niên, có nghĩa là hơn 50 tuổi, thì rất là nhiều cô chú anh chị đã dự đoán như là ca sĩ Cẩm Ly, rồi Thanh Hằng, rồi Giao Linh, rồi Quyên Trang và ca sĩ Hương Lan, vân vân. Thì đó là nhận định của rất là nhiều cô chú anh chị đã bình luận vào cái buổi ngày hôm qua, khi mà Tuyết Nhung và Giác Long cùng với anh Bảo đã trực tiếp thì khán giả đã trả lời như vậy. Còn theo quan điểm của Phúc, đây là ý kiến của Phúc, thì cả nhà cũng có thể gọi là tham khảo cũng như là nêu lên ý kiến của mình. Theo Phúc thì Thiên Ngân là không bàn cãi rồi, và ca sĩ nữ thứ hai lớn tuổi U60-70 theo dữ liệu của Tuyết Nhung và Giác Long chia sẻ, đây là một ca sĩ một thời cũng được xem là hot, làm mưa làm gió trên sân khấu. Thì theo như Phúc thì ca sĩ này có thể thôi nha cả nhà, theo cái dự đoán của Phúc, đó là ca sĩ Thùy Trang. Ca sĩ Thùy Trang này sinh năm 1970 mấy thì Phúc không nhớ, nhưng mà đó là đầu những năm 70, thì có thể là, để Phúc xem lại, hình như là ca sĩ này sinh năm 1973. Theo Phúc là ca sĩ Thùy Trang là ca sĩ khách mời. Ca sĩ này hiện nay cũng đã vừa qua tuổi U50. Năm nay là năm 24, thì ca sĩ Thùy Trang sẽ là 51 tuổi. Ca sĩ này trước đây hát rất là hay với những bài dân ca. Thì sau đó nói về ca sĩ này, ca sĩ này hát rất là hay ở những năm 1990. Sau đó thì ca sĩ Thùy Trang gặp một số vấn đề về cái vấn đề sổ mũi, chảy nước mũi, thì nó cũng liên quan đến cái giọng hát và làm ảnh hưởng rất là nhiều. Nói chung là Thùy Trang rất nổi tiếng khi mới 18-19 tuổi, và theo hát những cái bài mùi mẫn về dân ca, là một ca sĩ rất giàu kinh nghiệm. Thùy Trang đang lúc đỉnh điểm với những cái series về bài hát Mưa Bụi được khán giả vô cùng yêu mến vào cuối thập niên năm 1990. Đó là những thông tin về ca sĩ Thùy Trang. Nhưng đã gặp một số vấn đề về việc ảnh hưởng của mũi nên giọng hát đã mất đi. Sau đó thì nữ ca sĩ đã thu âm rất là nhiều nhưng không được gọi là ưng ý. Và sau một thời gian đi điều trị và biết được mình không có bị gì hết, và đi gọi là làm Phật tử, đi tu một thời gian thì bỗng nhưng lạ hết. Và sau đó thì ca sĩ này đã có chồng và sinh con, và từ ấy tự nhiên giọng hát của người được hồi phục lại hoàn toàn và hát hay giống như lúc xưa. Thì đây là ca sĩ mà Phúc dự đoán ca sĩ Thùy Trang sẽ có
mặt trong đêm nhạc live show của cặp đôi Tuyết Nhung và Giác Long sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 5 sắp tới đây tại phòng trà Không Tên, với tư cách là ca sĩ khách mời cùng với Thiên Ngân. Hai nữ ca sĩ sẽ có mặt, theo Phúc là ca sĩ Thùy Trang và Thiên Ngân thì khỏi bàn cãi. Còn cô chú anh chị thì nghĩ ai thì chúng ta cũng có thể đoán. Và Tuyết Nhung cũng như Giác Long thông báo tin vui là nếu mọi người đoán đúng mà đến xem trực tiếp thì sẽ được mời uống nước tại phòng trà Không Tên. Còn anh Bảo thì thông báo nếu khán giả không có điều kiện đến xem trực tiếp ở xa thì anh Bảo có thể gửi tặng cho hộp mứt chùm ruột. Đó là thông báo về cái phần thưởng gọi là game show chơi nho nhỏ rất là vui để dự đoán về ca sĩ khách mời trong cái đêm nhạc đầu tiên live show tại phòng trà Không Tên của Tuyết Nhung và Giác Long. Và hiện tại thì thông báo của Tuyết Nhung và Giác Long thì vé tại phòng trà Không Tên xem trực tiếp cũng đã được bán một số kha khá, cũng như rất là nhiều cô chú anh chị đã đặt mua vé xem online. Và số điện thoại hotline để cô chú anh chị đặt mua vé đó là số điện thoại quản lý của Giác Long, ba của Giác Tý, đó là anh Lương Bảo Lộc. Và số điện thoại thời gian vừa qua thì Phúc cũng đã chia sẻ rất là nhiều. Nhân dịp này thì Phúc tiếp tục nhắc lại số điện thoại hotline để cô chú anh chị tiện đặt mua vé cho mình. Đó là vé xem trực tiếp tại phòng trà Không Tên hay là vé xem online sẽ được anh Bảo này hướng dẫn trực tiếp cách xem như thế nào, cũng như là xem tại thiết bị điện thoại hay là máy vi tính tại nhà của mình. Và số điện thoại hotline đó là 0708 38 78 79. Số điện thoại hotline 0708 38 78 79. Và ca sĩ khách mời nào trong đêm nhạc của Tuyết Nhung và Giác Long thì mọi người hãy dự đoán. Và xin nhắc lại là theo quan điểm của Phúc đó là ca sĩ Thùy Trang, ca sĩ vừa bước qua tuổi U51, một ca sĩ rất nổi tiếng thành danh vào cuối những năm 90. Thùy Trang với series được mọi người vô cùng yêu mến đó là Mưa Bụi, và là một ca sĩ hát dân ca rất là hay. Còn cô chú anh chị nghĩ như thế nào thì hãy bình luận. Và quan trọng nhất vẫn là tiếng hát của cặp đôi Hoàng tử bánh bò và Công chúa bánh mì đang được rất là nhiều cô chú anh chị yêu mến. Và cả hai đã đang tập dượt những cái ca khúc, những cái bài hát, đặc biệt là bài hát Căn nhà màu tím phiên bản của Tuyết Nhung cùng với Giác Long. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe chia sẻ cùng với Phúc. Hãy cho Phúc xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.